quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời với chúng tôi. Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Thầy Park biểu cảm siêu đáng yêu, gửi clip chúc mừng đám cưới Duy Mạnh. Siêu đám cưới của cặp đôi Duy Mạnh và Quỳnh Anh đã diễn ra, huấn luyện viên Park Hang-seo gửi lời chúc mừng tới cậu học trò cưng của mình. Siêu đám cưới của cầu thủ Đỗ Duy Mạnh và bạn gái Quỳnh Anh đã diễn ra vào ngày 9 tháng 2 tại Hà Nội trong sự chờ mong của nhiều người. Bên cạnh không gian hoành tráng và dàn khách mời khủng, cặp đôi cầu thủ còn khiến nhiều người ngưỡng mộ vì nhận được lời chúc mừng từ huấn luyện viên Park Hang-seo. Thầy Park gửi clip chúc mừng đám cưới Duy Mạnh. Huấn luyện viên Park Hang-seo nổi tiếng là người thầy gần gũi và thân thiết với các cầu thủ Việt Nam. Nhiều cầu thủ còn gọi vị chiến lược gia người Hàn Quốc là bố Park, sếp lớn, bởi tình cảm sự quan tâm chăm sóc chu đáo. Ông từng đắp mặt cho Trọng Hoàng trước ngày cưới vợ, mua quà cho vợ Hùng Dũng, chúc mừng đám cưới Văn Đức. Huấn luyện viên Park Hang-seo nổi tiếng thân thiết với các học trò của mình. Vừa qua ngày 9 tháng 2, hôn lễ của Đỗ Duy Mạnh đã diễn ra, ông thầy người Hàn Quốc đã không quên gửi lời chúc tới cậu học trò. Chiều ngày 7 tháng 2, ông quay một clip đặc biệt gửi tới trung vệ sinh năm 1996 trước ngày trọng đại của mình. Cụ thể, trong đoạn clip được chia sẻ, thầy Park diện đồng phục tuyển Việt Nam, gửi lời chúc hạnh phúc tới Duy Mạnh và vợ. Xin chào, hôm nay tôi thật lòng chúc mừng hai bạn kết hôn. Tôi chúc bạn có một gia đình hạnh phúc và luôn ngập tràn yêu thương. Bố Park chúc mừng học trò cưng của mình. Đáng chú ý, cuối clip, bố Park còn gửi lời nhắn đặc biệt tới chàng trung vệ điển trai của tuyển Việt Nam, I love you Duy Mạnh. Hành động này của ông khiến không ít người ngưỡng mộ Duy Mạnh. Thật không hổ danh trò cưng thầy Park, mong thầy xuất hiện trong siêu đám cưới của Duy Mạnh Quỳnh Anh, chắc cặp đôi sẽ hạnh phúc lắm đây, dân mạng bình luận. Ngày 9 tháng 2, dàn khách mời và trang phục trong siêu đám cưới của cặp đôi được hé lộ. Mới đây nhất, những hình ảnh trong khâu trang trí cho lễ cưới của cặp đôi Duy Mạnh Quỳnh Anh được tiết lộ trong sự ngưỡng mộ của nhiều người. Được biết, tiệc cưới của cặp đôi đẹp nhất làng bóng đá Việt Nam được tổ chức tại một khách sạn sang trọng Hà Nội. Theo dự kiến, không gian tiệc cưới sẽ được trang hoàng bằng 500.000 viên pha lê cao cấp cùng hàng ngàn hoa tươi rực rỡ. Nhiều bức hình treo tại lễ cưới của Duy Mạnh và Quỳnh Anh, đám cưới cổ tích của cặp đôi được nhiều người mong chờ. Với tình cảm mà người thầy đáng kính dành cho siêu học trò cưng của mình, chắc hẳn cặp đôi sẽ rất hạnh phúc trong ngày trọng đại.